khi nhập viện đó rồi chị My thì qua thăm nhà ở đây nè, ở nhà chưa có chị My thì bây giờ mình vào hỏi thăm chị My thử ha. Rồi chào chị My. Chào thầy. Rồi chào biết Chào thôi. nha. Dạ. Rồi bữa nay sao qua đây vậy? Dạ, đại nhân thôi. Nhân thôi hả? Rồi nghe nói sao ông Phi nhập viện vậy? Dạ, ông Phi yếu mình. Sao? Ông Phi yếu trong mình. Yếu trong mình hả? Người sao yếu? Anh Phi uống thiếu ở lúc mà anh Phi ở nhà đẳng á, anh Phi nói anh Phi đang cô mà anh Phi nói yếu trong mình, nó cha Phi kêu dạ dẫn Phi đi khám bệnh nhu này nhập viện luôn. Ý là yếu trong mình đó hả? Vậy là nhậu nhiều quá nhập viện luôn phải không? Thế sao? Cha anh Phi kêu anh Phi nhập viện luôn. Nhập viện hả? Đang coi Phi đó, anh Phi nói Phi nói Phi mệt cho mình á, Phi cha anh Phi kêu anh Phi nhập viện luôn. Mệt quá nhập viện luôn hả? Chứ không phải là nhậu nhiều quá nhập viện hay sao? Mệt, bệnh á. Mệt chung mình. Mệt chung mình hả? Rồi nhập viện mấy bữa rồi? Ba bữa hả? Mấy bữa rồi thôi? Dạ ba. Ba bữa hả? Dạ. Ở bữa nay hình như có hai à. Đồng hôm qua với nay trước bữa đó nữa phải không? Tối không? Tối bữa bay phải không? Dạ. Vậy là ba bữa ha. Rồi chơi với ăn uống gì chưa? Ăn cơm nãy rồi. Vậy hả? Dạ. Ăn cơm mua hộp á. Rồi qua đây nhớ nhớ anh Khôi gì qua đây thăm Khôi vậy? Nhớ anh Khôi. Nhớ anh Khôi hay nhớ nhà? Nhớ anh Khôi, sẵn lại thăm nhà chút à. Mấy chị đi chở anh Phi. Vậy hả? Rồi ai chở bà? Anh Hoàng. Vậy hả? Rồi anh Khôi giờ này ở đâu? Ở nhà trên kia. Nhà bà ngoại anh Phi hả? Dạ. Rồi ở bển sao, quen không? Dạ, được. Vì nhà bển với nhà đây thích ở đâu hơn? Ở đây. Ở đây hả? Dạ. Thì ở đây thì khuyên mẹ con đi. Hả? Đó, khuyên mẹ con đi, nói thì nhà thì xây nhà thì nhớ coi nhà. Dạ. Thì chắc nọ xong thì mẹ là ở coi nhà, khóa cửa. Chứ ông Phi là thấy ở không được rồi đó. Ở đây hoài, ông Phi đi qua đi lại nữa, rồi thì mẹ cũng mệt nữa. Đúng rồi, sẵn rồi ba ở bệnh viện thăm anh Phi luôn. Lo nhà, lo ông Phi nữa mệt. Ở nhà, biết nhà xây sắp xong chưa? Biết chưa? Còn mấy ngày nữa là xong nhà đó. Tại vì đi mới 3 ngày chưa biết nhà đâu. Bây giờ vô coi đi, vô coi thứ ơi, coi nhà coi xây tới đâu rồi kìa. Vô thăm nhà đi. Nhà bữa nay đẹp tuyệt vời. Dạ thăm cô. Đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ nhà đẹp luôn hen. Đẹp quá trời. Đó có cái tôn tre nè. Có cái mái tre đó là vui rồi đó. Dạ. Đây thấy vậy là vui vui chưa? Cô thấy hàng xóm nhà có gì cái gì được mà thì cũng đỡ cái nhà ấy là mình quá trời luôn. Dạ. Cho nó khỏe. Thế ngày xưa thì ngày xưa thì sụp rồi. Mưa cái ngập lụt luôn, rồi dột hả? Nhà trước nhà sau dột hết. Dột hết. Sau giống như cái đường mương vậy á. Bây giờ quá trời luôn, cái này giúp rồi. Rồi cô đang bán về chai hay sao cái này? Cháy đậm về chị bán. Cô phá rồi. Cô phá rồi quay quay. Ủa chỉ kìa. Mẹ có chỉ kìa. Đó. Thăm nhà nè. Để con chỉ kìa. Đó. Đó. Xong rồi đó hả? Xong rồi. Nhà bữa nó về nhà mày ở rồi. Rồi sao chị Bi? Khóa rồi. Thì khóa rồi chứ để mở cửa sợ mất đồ mất gì làm sao? Chị thấy ở ngoài là xong rồi đó, nhận xong rồi đó. Ngoài xong rồi đó. Đâu rồi ba thăm ba đi. Khóa rồi làm gì vô. Không đi vòng vòng coi nè. Thấy gần xong rồi đó. Sao? Thấy gần xong rồi phải không? Thằng đào lòng rồi á.
đẹp quá rồi luôn. Sao hả? Đẹp quá rồi luôn hả? Nó cái gì ở trên kìa? Bà chị. Đẹp quá trời luôn. Mà biết ở trong màu gì không? Biết ở trong xem màu gì không? Xem cái màu áo cái gì á. Hả? Ừ. Cái màu này. Không, cái màu ngoài á. Cái màu hồng. Ừ, màu hồng có sen á. Đâu? Ở trong á. Không thấy luôn. Ừ. Để có gì chụp hình cho coi ha. Ở trong xem màu hồng có sen á chị không? Ờ, ừ, ba mẹ à. Thì màu hồng có sen á. Sao? Màu hồng không được, cũng có màu được rồi. Ừ. Có màu rồi. Vậy hả? Ừ. Mà không có xem ok không? Không, chị nói có màu được rồi. Ừ. Có màu xe nhà chị được rồi. Đó rồi, có cái ke nè. Đó, lọc tre đó. Mưa hấp giọt qua đâu. Mà tối mà mình đồng không? Không có gì mà. Thôi, thôi, qua đây hỏi nè. Cùng hả? Cái này, che nắng, che mưa. Sao, thấy lọc tên nè, thấy được không? À, được. Che nắng, che mưa. Có nhà mới vui không? Vui. Ừ. Thì tới nhà đi thăm anh Phi đi hen. Thì nhà này không lo. Nữa thăm anh Phi nữa. Tại vì chị dặn á, dặn anh Trung á, chị đi. Ừ. Người ta là chỉ nói cho chị thức tỉnh thôi. Đó. Có nhà thì mình coi nhà phải thợ người ta làm chứ đâu có ở nhà có chị có ai đuổi chị đâu. Chị mà nói đang chị nói ai bỏ ai sắp nhờ rồi gì đó chị đã nói nhẹ nhàng nói chị nghe ai nói tiếng chị dặn bỏ đi. Ừ, chị dặn bỏ đi, chị không thèm nhà luôn không. Ủa? Nhà thì chị thích xem nhà chị mà giận nói không? Nói nắm một tí mà chị rồi giận là không lấy nhà, em lấy nhà này ha, phải mở nhà này lại á. À. Sao cái đó là cái anh Giang không cửa hả? Thì anh Giang cho ai ở vậy con? Sao bánh này hơi dài nha. Ủa cái này hàng rào luôn hả? Hàng rào thay bích luôn hả? Ừ, cái này hàng rào thì liên hệ anh Trung á. Nó hành Trung nha anh Hải đi. Đó, và bây giờ là nhà xong rồi đó. Phòng xong rồi. Không bán quá hả? Nhà để gì hả? Thì ai ở ở hay sao? Không, không, thì nó không bán quá. Để che nắng cho mưa hả? Không bán quá. Ừ. Tại khá khá mới bán quá nữa. Vậy hả? Rồi vậy là xây nhà xong rồi về ở thôi, không có làm gì hết. Đi được mấy trai. Ồ vậy hả? Tưởng đâu xây nhà xong rồi ở vậy luôn chứ không có đi làm chứ. Chị đi được mấy trai mỗi ngày mà làm gì đi thì đi. Ừ. Rồi anh Phi có mẹ anh Phi chăm sóc rồi sao không chị không đi làm đi rồi sao ở nó chăm sóc anh Phi với mẹ anh Phi luôn vậy? Hai người chăm sóc mới được. Trời ơi, một người chăm sóc được rồi. Một người tại vì anh Phi không, tại vì anh Phi muốn anh Phi đặng, tại sợ anh Phi. Ừ, tại anh Phi nữa. Không có chạy, không có chị, anh Phi đòi đi nữa, là mẹ anh Phi kêu chị đặng đi. Trời, bệnh viện ta cho thăm có một người, ai cho thăm hai người? Không, cho hai người, tại vì anh Phi, anh Phi sợ không có chị nè, anh Phi ở. Trong bệnh viện ta cho thăm nuôi có một người à, chứ không có hai người đâu. Hai người luôn, ba người cũng được nữa. Dữ vậy, là chỗ đâu bệnh nhân ta hả? Thì ngủ dưới dạch đó. Hả? Anh Phi là mà không có chuyện Phi ở mà được đâu. Anh Phi là đi lang thang hết á. Anh Phi muốn vợ, cần vợ vậy đó, ở bên cạnh. Lang thang. Thì không có chị, anh Phi đi lung tung hết á. Mà có bên có chị thì bây giờ chị cạnh. Ở đây, ổng cũng ở trong đó mà. Thì có chị thì đỡ thôi, có chị thì cho nó chăm sóc cho ổng nè. Nó không có chị thì ổng sợ ổng đi kiếm đăng thang, kiếm chị, kiếm này nọ, thế là ổng bệnh tội nghiệp ổng. Vậy hả? Tội nghiệp ổng hả? Rồi đi theo ổng. Ổng yếu rồi, sợ ổng đi lang thang rồi té làm sao rồi đó. Khi yếu nữa. Đi cầu thang. Ổng thì yếu sẵn rồi chứ yếu gì nữa. Sợ rồi đi rồi tá nghẹo, tá ngửa, anh chứ là ai. Ổng khi ổng không chịu tới đó, ổng đi lang thang, đi mình chị mình này nọ, sợ ổng. Sợ ổng té hay lo lắng cho ổng ha. Vì có chị thì đỡ thôi, không có chị ổng đi đâu hết á. Sao? Không có chị thì đỡ, không có chị thì ổng
hơi buồn, biết không? Ông đi kiếm chị với mày nọ đó. Thì chị cũng buồn luôn, chị thiếu ổng cũng buồn luôn hả? Rồi chị thì anh chung cho chị đẳng tạm thôi. Cách nhà xong mới lại. Sướng ha. Thì lại đây nữa, anh Huy lại nữa. Đúng rồi. Chị bển đi. Khi nào xong đi thì qua ha. Tôi để ông chạy qua, ông Phi cũng chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại rồi. Rồi ổng quen rồi, không bỏ ngủ không được á, ổng xách tiền là ổng đi mua rồi nó. Có là ổng ở đây là ổng xách tiền đi mua rồi, nó không nghe, chị nó cũng không nghe luôn. Rồi biết ông Hải nói gì chưa? Nói sao nha. Ông Hải nói sao biết không? Nói gì biết là anh Hải làm nhà là không có chủ nhà luôn, tự làm tự xây. Anh Hải là chủ luôn hả? Ông Hải giờ giống như xây nhà của kiểu di động á, kiểu nhà nước á. Ông đại thì chú Hải mua phá cửa muốn giữ nhà chị nè. Rồi đó thấy không, giờ khóa cửa khóa gì lại đó chứ đâu có vô coi được đâu, tại vì sợ mất đồ á. Mất đồ của anh Hải. Đâu có ai coi đâu, có anh nuôi có chị Huy coi nè. Anh nuôi đâu rồi Khôi? Anh nuôi ơi. Anh ơi ơi. Nè có gì dặn dò với anh trai nuôi của chị không? Hả? Sao không dặn? Tại vì anh trai ông coi nhà giùm chị mà. Cảm ơn anh Hương. Sao? Cảm ơn anh Hương nhiều. Để coi nhà giùm chị anh Hương kìa. Hỏi anh Hương coi mấy bữa nay coi nhà giùm chị đó. Anh Hương tắm giữ nhà chị, cảm ơn nhiều. Sao không hỏi ở giữ nhà rồi có đồ đạc gì sao không? Lại qua đây nè, qua đây nè. Với đồ thì cảm ơn nhiều. Không sao không? Sao? Sao không hỏi? Thì anh Hương giữ tiếp coi nhà coi cửa thì đỡ mất đồ mất gì đó. Đồn dẹp ơi, sạch sẽ đồ. Đồ. Không có anh Hương giữ thì sợ mất đồ. Sao đó rồi anh Hương có ngủ được gì không? Tối giấc tối tôi ngủ không được, sợ mất đồ đạc với anh Hải nha. Ngủ không được. Mình coi ngủ nhìn hoài. Sợ mấy giam hồ đi cấp. Sợ mình ngủ sợ. Sợ mất đồ của anh Hải đó, thấy không? Mấy cái gạch ở để ngoài nè. Ngủ để rồi sáng rồi dọn dẹp mấy gác nè, cho sạch sẽ nhà Quy. Thì chị cũng sợ mắc đồ thôi, mắc đồ của anh Khải. Rồi anh Hưng có giữ đồ có mắc không đó? Thì anh Hưng giữ dùm chị đi. Anh Khải kêu giữ rồi giữ tiếp anh Khải. Rồi biết đi đi theo anh Thi hoài đấy, cứ đừng không, tại vì chị đã đẳng là cho anh Phi đừng có qua đây đó, qua đây là anh Phi uống ngủ không à, nó chị kèm kè đẳng cho là các nhà sống chị lại. Thì, anh Hương giữ nhà chị cảm ơn nhiều. Thì, coi nhà coi cửa với tiếp anh Khải thấy chưa, có anh trai tốt chưa. Gửi chén gửi gì nữa, sáng là rộn dẹp sạch sẽ chén. Thằng Phi không Phi lợi, không Phi vũ ghen gì không à, nó ở nhà thì cũng gửi nhà giữ gì Phi. Phi lợi là có gì ghen, chứ vũ ghen không à. Phi lợi anh có rủ nhậu không? Có, em có nhậu, người nó mua rượu. Dạ đó, em cũng rủ nhậu đó là mua rượu là đây uống nước. Rồi người ta dẫn cái vụ khi nhậu hoài ta ghét em. Dạ. Rồi em không có tiền đâu, lại đây chơi bình thường để thăm Quý đó. Mua rượu này ở anh xin nhậu, không nhậu nhà dẫn á. Rồi dạ. Anh dẫn kia nhậu với bội á, không kêu cũng vô nữa. Là ai rủ? Ai rủ? Thi. Thi á hả? Dạ. Trời ơi, rủ nữa hả? Rồi nhậu với bội cũng không kêu cũng vô nữa, đừng kêu khi nhậu á, ta ghét. Nó bệnh, nhưng mình không kêu nó đâu cũng vô nó, rồi lúc vô cũng nhậu nó.
nhậu vừa thôi, bình tĩnh mình có. Đó, thấy anh trai dặn chưa? Vừa tự ý anh Phi rồi. Thấy chưa? Anh trai dặn, anh Phi nó dặn chồng chị đó. Thì nhậu thiệt hay nhậu ta biết dừng, cũng dừng làm. Có cái chuyện làm. Rồi anh gặp anh Hưng giữ nhà tiếp anh Hải đi, cảm ơn anh Hưng nhiều. Đó, em gái cũng cảm ơn rồi. Cảm ơn anh là nói cảm ơn nhiều là đợi con theo phương phi nữa là lại coi nhà có cửa. Vậy sao vậy? Không, tại vì anh Phi, ông Phi yếu quá trời ơi, ông Phi phải vô bệnh viện nhập viện mấy chị, phải đi thăm anh Phi. Đúng rồi, cho bác sĩ khám đi. Ai ở thì nhậu hoài nhập viện. Đúng rồi đó. Bà Cẩm ơi. Rồi đây, anh Phi nó không nghe mà nói tới nhập viện, nói hoài đừng uống mà một rồi uống. Thì vợ không có quyền nói. Nói chị giận hờn chị, nói bọn này đó, mua tự mua đi, không mua. Đừng cho tiền cho nó, không gì cái gì mình mua. Ừ. Chị mua chứ. Ừ. Không, tiền đó chị cho mua thuốc hút thôi. Ừ. Xin tiền mua thuốc hút thì cũng cho. Sao cho chị? Cho ngày 10.000 à. Cho tiền mua rượu nữa. Có 10.000 mua thuốc hút à. Rồi nhậu đi phơi đêm nữa. Đi nhậu ở nhà đi ngủ khỏe. Rồi anh Phi đói bụng á, cái chị dẫn 9 giờ 10 giờ kia chẳng đi dẫn anh Phi mua ăn này nọ. Nó đói bụng quá dẫn anh Phi đi ăn đi, nó ăn mì gói gì đó. Cái chị dẫn cho ăn. Đồng tiền. Rồi xây nhà xong này cứ cho anh Hưng vô ở không? Hay sao? Anh Hưng là anh thấy anh trai anh cần giữ nhà cho chị này kia đó. Rồi sao? Rồi xây nhà xong rồi cho anh Hưng ở không? Hay sao? Chứ rồi chị mấy anh mà, chị có biết đâu. Ủa nó có nhà của chị mà phải nhà của em đâu. Mà em phải nhà của em à, nhà của chị à. Chị không có biết, chị với mấy anh. Nhà của chị ha, chị cái đó là hỏi chị mới đúng, cái em đâu có liên quan đâu, em chỉ là nhận tiền của người ta giao chị thôi, người ta giao cho chị với anh Phi với thằng Khôi thôi đó. Ừ. Giờ đừng không được ở ha. Mấy anh đó là về mấy anh. Vậy là cho Khôi với anh Phi thôi phải không? Mấy cô YouTube nói giao nhà cho chị với thằng Khôi thôi với anh Phi. Rồi anh Phi nhậu nhẹt rồi về rồi sao trời, rồi sao làm ăn được? Nó anh Phi nó từ nào hết bệnh đi muốn nghỉ cái chỉ thằng Khôi. Ừ, vậy là đi khám bệnh rồi khi nào xong nhà nào khỏe rồi đi làm bia chai phải không? Đi mua phế liệu với thằng Khôi với chị. Ừ.